Đây là con bi. Đúng rồi, nó là bi đó. Bi đây chứ không đâu khác. Hôm nay mình sẽ nói về con bi. Thích giỡn, thích la cà, thích chơi, thích ăn. Nói chung cái gì bé cũng thích hết trơn á. Đó, ngồi xuống. Tay đâu? Nó cứ vậy đó, dụi 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 miết à. Bản tính của tụi nó là hay dụi. Đưa tay đây. Nhanh. Giỏi. Vậy đó mới ngoan được. Làm miếng. Khi mà mỗi lần được bắt tay á sẽ được cho ăn như thế này nè. Tay đâu? Giỏi. Vậy ngoan không? Một trong những bé mèo mà được yêu thương nhiều nhất nè. Tại vì bé rất là nhiều biểu cảm. Bé về nhà Bình chắc bé hơn 2 tuổi á. Nhưng mà đối với mèo thì Bình không có sợ. Có chỗ ăn chỗ ngủ á là sống vô tư. Lúc mới về á bé ốm lắm, nhưng mà được chăm kỹ lưỡng á nên bây giờ bé mập mập hẳn ra. Cuộc sống của Bi bây giờ như một bà hoàng. Đặc tính của bé này á thì mặt cọc. Mọi người để ý không? Những tấm hình Bình show ra có bao giờ thấy bé cười? Đó chỉ là do cái mặt thôi, chứ thật ra bé rất dễ thương. Có được nhiều biểu cảm trên gương mặt, đó là sự thành công của Bi.